Các bạn sẽ vào LMS giùm thầy nhé. Sign in with Google. Cái này các bạn đã vào được chưa? Có bạn nào không vào được chỗ này không? Ở LMS nha. Bình thường thì chúng ta học ở CMS. Bình thường chúng ta học ở CMS. Nhưng mà giờ này thầy hướng dẫn cho các bạn để mà vào tải cái phần mềm thi á, thì chúng ta không có vào CMS nữa, không có vào đây nữa nha. Cái này là chúng ta vào để học thôi, còn đây chúng ta quay trở lại, chúng ta vào LMS. Rồi ở trong này các bạn sẽ chọn cho thầy FPT Hồ Chí Minh. Ở phía dưới này nó có những thông tin liên quan ha. Rồi cái dưới cùng là nó sẽ có những cái chỗ để chúng ta tải cái phần mềm iOS client, phần mềm thi trực tuyến, rồi hướng dẫn thi trực tuyến từ A đến Z. Đó, sổ tay sinh viên, rồi tài liệu hướng dẫn vân vân, thì mình tải đây nhé. Và nhớ máy của mình là máy tính để bàn hoặc là laptop, cài Win, cài phần mềm hệ điều hành Windows. Còn nếu mà máy Mac thì không có chạy được phần mềm này. Những bạn nào mà xài máy Mac thì tìm một cái máy Win để thi. Còn không có máy thì chúng ta không có đăng ký thi được nha. Cho nên là trong buổi hôm nay các bạn sẽ xác nhận lại giúp thầy là những bạn nào có đủ điều kiện để thi, những bạn nào đang thiếu cái gì ha, các bạn sẽ trao đổi trong buổi hôm nay để thầy xác nhận lại và thầy lên danh sách đủ điều kiện dự thi. Rồi các bạn đã tải được cái phần mềm này về thì thầy sẽ giải nén ra. Đó, giải nén ra nha các bạn. Máy của các bạn nó có cái menu giống như thế này. Thì các bạn chọn là ở đây, các bạn mở ra nó có cái thư mục con ở bên trong nè. Thư mục con ở bên trong, cho nên các bạn có thể chọn là Attach Here là được rồi ha, Attach Here. Rồi sau khi mà các bạn Attach Here thì máy của các bạn nó sẽ tạo ra một cái thư mục mới. Và ở trong thư mục mới này, nó sẽ có một cái file. Nó có cái chữ là application ở phía sau nè. Như vậy chúng ta sẽ thực thi cái file này. iOS. Trong này nó có rất là nhiều, nhưng mà nó chỉ có một cái application thôi. Còn cái này là file DLL là không có chạy được. Chúng ta chạy cái này. Lấy chuột phải. Run as administrator. Yes. Rồi, như vậy lên đến đây là chúng ta đã hoàn thành cái việc là chạy được. Còn khi nào thi thì thầy sẽ có cái exam code. Username là cái mã số sinh viên của các bạn. Nhớ gõ đúng mã số sinh viên nha, để mình lấy đúng điểm của mình. Đúng mã số sinh viên là BS gì đó, viết liền nha, không có khoảng cách. Có nhiều bạn cứ thích là BS xong khoảng cách. Đó, 173 21 chẳng hạn. Nhưng mà không có khoảng cách, chúng ta phải viết liền luôn nhé. BS 17321 và password là lúc thi thì thầy sẽ gửi cho các bạn xem code và password để các bạn login vào. Được chưa nào? Bây giờ nhiệm vụ của các bạn ngay lúc này, các bạn chạy lên được cái màn hình này cho thầy. Được chưa? Đó, gõ đúng mã số sinh viên của mình và các bạn chụp màn hình lại. Chụp màn hình của máy tính mình lại. Các bạn lên trên Facebook của lớp mình. Trên Facebook của lớp mình. Các bạn sẽ dán cái kết quả của các bạn vô và ghi cho thầy số thứ tự, mã số sinh viên, tên. Đó. Được chưa nào? Ở dưới phần comment, cái phần comment á nhé, để thầy biết được là các bạn đã vào được đến đây rồi. Được chưa? Ở cái này nè.
vào được đến đến đâu đây, đây nha, chụp hình lại, dán lên đây cho thầy. Ủa chưa chụp được ta, chưa chụp được. Các bạn có thể dùng snipping thì các bạn copy cái màn hình. Rồi ok, mình đã có được kết quả ha, có được kết quả snipping là control alt s nè, control alt s là nó hiển thị công cụ snipping lên cho mình nè. Các bạn muốn thì các bạn chọn cái vùng nào các bạn copy, control alt s nha, s s Sài Gòn đó nha. Rồi được chưa nào? Các bạn nhớ comment lên đây nha. Ok chưa?